Xin chào các bạn, hôm nay thì mình rất vui tiếp tục chia sẻ tiếng Quảng Đông cho các bạn. Thì đây cũng là những từ và câu thực dụng, thí dụ như là tôi đã từng như thế nào đó. Ngọ thằng kính, ngọ thằng kính. Ngọ là tôi, thằng kính là đã từng. Ngọ thằng kính, thằng, ngọ thằng kính, tôi đã từng. Bây giờ từ vựng. Từ vựng là tỳ phón. Tỳ phón là địa phương hay là một cái nơi, một cái chốn nào đó là tỳ phón. Cùng nhau đọc lại, tỳ phón. Tỳ phón là địa phương hay là một cái nơi, một cái chốn. Ở nơi đây, tiếng Quảng Đông sẽ là hãy ní co tỳ phón. Hãy ní co tỳ phón có nghĩa là ở nơi đây hay là ở địa phương này đều được. Ở nơi đây hay là ở địa phương này đều được. Hãy ní co tỳ phón. Hãy ní co tỳ phón. Rồi bây giờ từ vựng cúng cho. Cúng cho có nghĩa là làm việc hay là công tác đều được. Cùng nhau đọc lại, cúng cho. Cúng cho có nghĩa là làm việc hay là công tác. Chúng ta muốn nói tôi đã từng làm việc ở đây thì nói như thế nào? Tôi đã từng làm việc ở đây nói như thế này. Ngọ thằng kính hãy ní co tỳ phón cúng cho. Ngọ thằng kính hãy ní co tỳ phón cúng cho. Thì cúng cho là làm việc. Ní co tỳ phón có nghĩa là nơi đây. Ngọ thằng kính có nghĩa là tôi đã từng. Cùng nhau đọc lại. Ngọ thằng kính hãy ní co tỳ phón cúng cho. Ngọ thằng kính hãy ní co tỳ phón cúng cho có nghĩa là tôi đã từng làm việc ở đây. Rồi bây giờ tương tự, hồi nãy là tôi đã từng làm việc ở đây, bây giờ tôi đã từng sinh sống ở đây thì nói như thế nào? Nói như thế này. Ngọ thằng kính hãy ní co tỳ phón sáng quật. Ngọ thằng kính hãy ní co tỳ phón sáng quật. Thì sáng quật có nghĩa là sinh sống. Hãy ní co tỳ phón có nghĩa là ở đây. Ngọ thằng kính. Ngọ thằng kính giải thích rồi, có nghĩa là tôi đã từng. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ thằng kính hãy ní co tỳ phón sáng quật. Ngọ thằng kính hãy ní co tỳ phón sáng quật. Tôi đã từng sinh sống ở đây. Rồi bây giờ, một khoảng thời gian chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Quảng Đông? Một khoảng thời gian nói như thế này. Dách tuyền xì can. Dách tuyền xì can thì xì can là thời gian. Chúng ta muốn mô tả một khoảng thời gian thì phải có lượng từ. Thì một khoảng đó là dách tuyền. Cái lượng từ của thời gian là tuyền. Dách tuyền xì can. Cùng nhau đọc lại. Dách tuyền xì can là một khoảng thời gian. Rồi bây giờ một khoảng thời gian ngắn chúng ta nói như thế này. Dắt tuyền tuyển xì can. Tuyển xì can là thời gian ngắn. Một khoảng thời gian ngắn là dắt tuyền tuyển xì can. Dắt tuyền tuyển xì can là một khoảng thời gian ngắn. Rồi bây giờ ngược lại, một khoảng thời gian dài thì dài là trường. Thời gian dài là trường xì can. Một khoảng thời gian dài là dắt tuyền trường xì can. Dắt tuyền trường xì can. Có trường có xì giám, không đọc sàn, không đọc tàn, không đọc thàn, mà cũng không đọc trường, mà là trường. Dắt tuyền trường xì can. Một khoảng thời gian dài. Rồi thí dụ chúng ta muốn nói nhưng tôi cũng đã nghỉ rồi thì nói như thế nào? Nhưng tôi cũng đã nghỉ rồi nói như thế này. Tàn hầy ngọ dị kính mụ chù la. Tàn hầy ngọ dị kính mụ chù la. Thì mụ chù là không có làm, mụ chù la là không có làm nữa. Dị kính là đã, ngọ là tôi. Tàn hầy là nhưng mà. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Tàn hầy ngọ dị kính mụ chù la.
Tần Hầy ngọ dĩ kính mộ Chù La, nhưng mà tôi đã không có làm nữa. Hay nói một cách khác, nhưng tôi cũng đã nghĩ rồi. Tần Hầy ngọ dĩ kính mộ Chù La. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là bởi vì ta cảm thấy rất buồn, hay là bởi vì tôi thấy chán chán, thì nói như thế này: dánh quầy ngọ con tắc hủ mùn. Dánh quầy ngọ con tắc hủ mùn thì hủ mùn là rất buồn, hay là buồn quá hủ mùn. Con tắc là cảm thấy, ngọ là tôi, ngọ con tắc tôi cảm thấy. Dánh quầy là bởi vì, cùng nhau đọc lại trọn câu. Dánh quầy ngọ con tắc hủ mùn. Dánh quầy ngọ con tắc hủ mùn. Ngọ con tắc hủ mùn tôi cảm thấy rất buồn. Rồi bây giờ công việc mới thì tiếng Quảng Đông sẽ là sánh cúng chọt. Sánh là mới, cúng chọt là công việc. Cùng nhau đọc lại: sánh cúng chọt. Sánh cúng chọt, công việc mới. Thì công việc cũ sẽ là cầu cúng chọt. Cầu cúng chọt là công việc cũ. Công việc mới, sánh cúng chọt. Công việc cũ, cầu cúng chọt. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói giờ tôi đã đổi công việc mới rồi, thì nói như thế nào? Giờ tôi đã đổi công việc mới rồi, nói như thế này: dí cá ngọ chuyên trỏ sánh cúng chọt là. Dí cá ngọ chuyên trỏ sánh cúng chọt là. Thì dí cá là bây giờ, ngọ là tôi, chuyên trỏ là đã đổi, cúng chọt là công việc, sánh cúng chọt là công việc mới. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Dí cá ngọ chuyên trỏ sánh cúng chọt là. Dí cá ngọ chuyên trỏ sánh cúng chọt là. Có nghĩa là giờ tôi đã thay đổi công việc mới rồi. Bây giờ từ vựng xích hợp. Xích hợp có nghĩa là phù hợp với, phù hợp, hay là thích hợp với, thích hợp, đều được. Xích hợp, xích hợp. Thí dụ chúng ta muốn nói công việc này có vẻ rất phù hợp với tôi rồi, thì nói như thế nào? Công việc này có vẻ rất phù hợp với tôi rồi, nói như thế này: ní phần cúng hữu chị hữu xích hợp ngọ a. Ní phần cúng hữu chị hữu xích hợp ngọ a. Chúng ta cùng nhau giải thích. Ní phần cúng có nghĩa là công việc này. Cúng là cúng chọt là công việc. Lượng từ của cúng chọt là phần, ní là này. Ní phần cúng chọt công việc này. Hữu chỉ có nghĩa là có vẻ, ở đây nó có nghĩa là có vẻ. Hữu xích hợp có nghĩa là rất phù hợp. Hữu xích hợp ngọ, rất phù hợp với tôi. Hữu xích hợp ngọ. Hữu xích hợp ngọ a. Hữu xích hợp ngọ a, rất phù hợp với tôi rồi. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Ní phần cúng hữu chị hữu xích hợp ngọ a. Ní phần cúng hữu chị hữu xích hợp ngọ a. Công việc này có vẻ rất phù hợp với tôi rồi. Rồi bây giờ tôi hài lòng, nói như thế này: ngọ muộn nhi. Muộn nhi là hài lòng, ngọ là tôi. Cùng nhau đọc lại: ngọ muộn nhi. Ngọ muộn nhi có nghĩa là tôi hài lòng. Rồi bây giờ tôi không hài lòng thì sẽ là ngọ muộn nhi. Ngọ muộn nhi. Ngọ muộn nhi là tôi không hài lòng. Muộn nhi là hài lòng hay là vừa ý. Ngọ hữu muộn nhi. Ngọ hữu muộn nhi có nghĩa là tôi rất hài lòng. Ngọ hữu muộn nhi, tôi rất hài lòng. Rồi bây giờ chúng ta muốn nói là công việc hiện tại của tôi, thì nói như thế này: ngọ dí cá ke cúng chọt. Ngọ dí cá ke cúng chọt, công việc hiện tại của tôi. Dí cá có nghĩa là bây giờ, có nghĩa là hiện tại. Ke là của, cúng chọt là công việc. Ngọ là tôi. Cùng nhau đọc lại: ngọ dí cá ke cúng chọt. Ngọ dí cá ke cúng chọt có nghĩa là công việc hiện tại của tôi. Chúng ta muốn nói là tôi rất hài lòng,
với công việc hiện tại của tôi thì nói như thế này, nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta hài lòng với công việc hiện tại của chính mình thì nói là ngọ hủ muộn gì, ngọ dí cá kè cúng trọt. Ngọ hủ muộn gì, ngọ dí cá kè cúng trọt. Thì ngọ là tôi, hủ muộn gì có nghĩa là rất hài lòng với cái gì? Ngọ dí cá kè cúng trọt, công việc hiện tại của mình. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ hủ muộn gì, ngọ dí cá kè cúng trọt. Ngọ hủ muộn gì, ngọ dí cá kè cúng trọt. Tôi rất hài lòng với công việc hiện tại của mình. Rồi, bây giờ thí dụ chúng ta muốn nói là tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Thì nói như thế này. Ngọ hủ muộn gì, ngọ dí cá kè sắn quột. Ngọ hủ muộn gì, ngọ dí cá kè sắn quột. Thì sắn quột là cuộc sống, dí cá là bây giờ, kè là của ngọ là tôi. Ngọ dí cá kè sắn quột, ngọ dí cá kè sắn quột có nghĩa là cuộc sống hiện tại của mình. Muộn gì là hài lòng, hủ muộn gì là rất hài lòng, hay là rất hài lòng với ngọ là tôi. Cùng nhau đọc lại trọn câu. Ngọ hủ muộn gì, ngọ dí cá kè sắn quột. Ngọ hủ muộn gì, ngọ dí cá kè sắn quột.